cái tay mình chắc mình bắt đầu đi khoa. Ok, và bây giờ mình bắt Ok. đầu cái buổi Q&A chat ngày hôm nay của mình nhé. Thì quý anh chị nào có câu hỏi gì đó thì mình sẽ có thể đặt câu hỏi đây. Thì Khoa với lại admin sẽ cố gắng trả lời cho mọi người. Thì đầu tiên chắc mình nói sơ qua về cái thị trường ha, admin ha. Ok, có update thị trường được không? Yeah. Không biết mọi người nghe rõ mình nói không ạ? Rõ rõ rõ. À? Rõ ha, ok. Cái thị trường của tháng 6 vừa rồi á, thì vẫn còn tiếp tục trong cái xu hướng là bear market đúng không ạ? Và hôm qua hôm kia mình mới check xong cái mức mà của những cái cá mập lớn, những cái quỹ lớn á, họ đã vào thị trường chưa đó. Thì mình đã thấy á, là cái khối lượng họ mua vào là nhiều hơn rồi, là đã khá nhiều rồi nha, nhưng mà gọi là đỉnh nhiều thì chưa có, có nghĩa là họ bắt đầu là bắt đáy rồi đó. Thì cái đợt mà nó bắt đáy rồi nè, là nó có khoảng nó kéo dài khoảng vài, có thể là vài tuần vài tháng họ tiếp tục bắt đáy, nếu mà tiếp tục nó rớt xuống nữa đó thì họ đã bắt đầu rồi. Hôm qua mình thấy là có cái khối lượng cũng khá nhiều rồi đó. Thì có thể là họ vẫn còn đang dè chừng để mà vào nhiều hơn nữa. Thì sắp tới thì tháng 7 thì mình có những cái sự kiện rất là quan trọng về cái báo cáo GDP report của quý 2 á. Thì với những cái cuộc họp của FOMC thì cái của Fed thì sẽ có rất là nhiều cái gọi là cái sóng á, cái bão tố sắp đến á. Thì có thể là sẽ, mình không có biết chắc là thị trường nó có bị rớt nữa hay không. Nhưng mà thường thường những cái lần phản ứng trước của thị trường nó phản ứng rất là tiêu cực với những cái đợt những tin tức như vậy. Thì tháng 7 dù đó là sẽ có nhiều cái sóng gió xảy ra nha các bạn. Và nếu mà sóng gió như vậy thì mình nghĩ là những cái quỹ phân lớn này kia họ sẽ tiếp tục là bắt đáy tiếp nữa. Thì họ đã bắt đầu vào rồi, thì có thể là tới nếu mà rớt mạnh nữa thì họ sẽ vào thêm nhiều nữa nha các bạn. Thì mọi người mình nghĩ là nên có cái, một là mình nên chuẩn bị tinh thần để cash ready. Thì mình cũng dollar cost thôi, cái mình sẽ là mua mua xuống vào liên tục nếu mình nó có đáy. Thì mình chuẩn bị tinh thần sẽ như vậy ha. Thị trường thì tuần vừa rồi nó cũng vẫn còn đang trend admin ha. Dạ thì cái chiều thứ sáu vừa rồi á thì tức mình có check cái volume của những cái blue chip stock mà trong cái list của mình đưa ra, trong group mình đưa ra thì cái volume mua vào của chiều khá là lớn. Thì đó là lý do tại sao mà cái market nó hold và nó trở về thoát khỏi cái bear market là dưới 380. Thì đó là một con tín hiệu tốt. Thì tuần vừa qua thì thì mình cũng đã mua rất nhiều của AMD, của NVIDIA, của Meta, Tesla thì mình order mình chưa có fill, Amazon thì cũng có mua rồi. Thì đó cũng là mình cũng mua được mấy cái level, mình ra ba cái level cho mỗi cái entry thì đa phần là có hai cái level đã fill order rồi. Thì trong vòng sắp tới thì mình hy vọng cái order cuối cùng nó sẽ fill. Thì nếu mà như vậy thì mình sẽ cũng rất là hold, yên tâm. Những cái giá mà mình mua vào hiện tại á, nó rất là tốt nha mọi người. Về cái mặt mà undervalue và cái stock giá này á, thì có những stock mà cái giá của nó hiện tại là giá của 3 đến 4 năm trước không à. Và trong khi cái fundamental với lại cái business nó cũng grow, nhưng mà vì cái market noise với lại media với mọi thứ nó dập rất là nhiều thì nó làm giá rớt rất dữ. Thì mình hay nói mọi người đó là sắp tới thì chặng đường nó sẽ khá là cũng trên, bởi vì có rất là nhiều cái news, nhưng mà cơ hội mua lúc này là cơ hội rất là khó để có, tại vì team cũng đã chờ khá là lâu, cũng gần năm trời, để mà khi mà sắp nó trở bên the value với cái giá trị này để mình mua vào thị trường. Thì nhưng mình nói mọi người là ok, lúc này mà không mua vào thì mua vào lúc nào nữa. Thì nhưng mà có nghĩa là mình cũng không phải là mua mình all in, nhưng mà mình mua hồi trước thì mình có nói mọi người chờ 50-60%, thì bây giờ mình có thể trích ra khoảng 10-20% mình mua vào, 20% mình đó, mình chờ thêm 30% để cái đợt sóng cuối cùng thì mình sẽ mua đợt cuối cùng. Không biết mọi người mình có câu hỏi gì về stock hay là như thế nào không ạ? Mình có câu hỏi là cái xe mình có thể cost down, chẳng hạn mình mua giá 10 đồng mình xuống còn 2 đồng mua thêm lần nữa thì
2 cộng 10 là chia 2 là 6, là cái cost budget của mình là 6. Còn cái option đó, mà nếu có lỗ thì mình có thể làm được gì không, hay là bắt buộc phải stop loss thôi? Cái option là anh lấy option ngắn hạn hay dài hạn anh? Nói chừng tháng đến 45 ngày. Cái đó thì mình không có share breakdown như anh, tại vì thường thường có những cái option như vậy á, tại vì cái option ngắn hạn, cái nguy hiểm nhất của option ngắn hạn đó là cái time decay. Thì cái time decay, bởi vì thời gian nó quá ngắn, thì khi mà anh thường thường mà khi mà cái trade nó không có work mà về cái hướng của anh, cái favor của anh rồi á, thì cái trade của anh thường nó là out the money rồi. Hoặc là nếu mà anh lúc đầu ngay từ ban đầu anh muốn out the money thì nó chỉ có time decay thôi. Đối với những cái trade mà ví dụ như trade trong tuần đó, thì anh muốn out the money thì ok nè, nhưng mà nếu mà anh muốn trade theo dõi swing trade vào 1 tháng đó, thì at least anh phải mua in the money với cái delta at least là phải từ 0.7 tới 0.8. Thì khi mà đó khi như vậy đó, thì anh chỉ trả time decay nó rất là nhỏ thôi, tại vì anh bỏ số tiền lớn hơn, thì cái đó là giải pháp an toàn. Thì anh có thể average down khi mà nó rớt xuống ví dụ như là 10 đồng, rớt xuống 6-7 đồng thì anh có thể mua thêm một contract nữa, thì đó là một sự lựa chọn. Thì nhưng mà thực sự trong giai đoạn này nếu mà anh muốn mua swing trade thì admin khuyên anh là ví dụ có những ngày á là market nó SPY nó rất là đỏ, ví dụ như 2.2.5 chẳng hạn, thì đó là những ngày nếu mà anh muốn mua call đó để cho nó rebound thì anh có thể mua out the money. Nhưng mà khi mà market nó trade sideways hoặc rất nhẹ nhẹ thì anh nên mua dip in the money, thì đó là cái lựa chọn tốt. Bởi vì khi mà market nó rớt xuống mạnh đó, thì lúc đó là những cái short selling attack này kia, sau đó nó sẽ phải cover cái short đó, và cái khi mà những cái SPY mà rớt xuống vậy thì những cái blue chip nó rớt xuống 4% thì lại chip cái Bitmain này, nó sẽ cho mình đến mua lớn, lúc đó mình sẽ expect là cái trong vòng 2-3 ngày rebound sẽ 5-10%. Lúc đó cái option out the money này nó cho mình cái return rất là tốt, từ 1 thành 3 thành 5 là chuyện bình thường đối với những con IB thấp. Còn khi mà market mà nó xuống, ví dụ như cái buy level mà anh muốn yên tâm, anh mua dip in the money. Còn cái out the money play á, nó giống như là một cái lotto ticket gì đó, nhưng mà có những cái lotto ticket á, là mình có thể biết được xác suất thắng nằm ở đâu, thì khi nào mà admin cảm giác nó ok thì mình sẽ nhảy vào mình mua cái out the money để cho những bạn có cái account nhỏ thì có thể chơi cái đó. Tại vì in the money đôi lúc những con mà blue chip đó, thì đôi lúc nó 1.000 tới 1.500, 2.000 là có nhiều bạn thì cũng không có trade được, thì admin sẽ coi stock nó nằm ở đâu và level thì như thế nào, rồi cái rebound của nó ở trong cái trong thời gian qua nó như thế nào, thì mình sẽ đưa ra cái chiến lược trade cho từng con riêng ha. Vậy là mình không có cost down được, mà mình chỉ mở thêm một cái option mới thôi. Đối với in the money này thì mình có cost out được, nhưng mà đối với out the money, khi mà cái trade nó đi ngược hướng của mình đó rồi á thì mình nên out, mà mình tuyệt đối mình không average down. Mình chỉ có thấy nhiều như max loss của cái option out the money á là 50%, thì nếu mà nó stop ở 50% thì anh nên out, tại vì cái khả năng mà nó mất hoàn toàn giá trị thì nó tăng lên gần 90-95% rồi. Vậy là cái thí dụ mình sell put đó, là mình chọn cái charge price mà nó lớn hơn cái market price, thì cái đó nó gọi là Armani đúng không? Đúng rồi anh. Còn ngược lại thì cái kho thì ngược lại. Thì đi đi vào sau thì gọi là in the money. Thì khi mà Thank you. mình mua đó thì mình cũng phải check cái gì như là IV của nó, cái sự biến đổi IV nữa. IV là implied volatility á, là độ biến đổi của stock, của giá option dựa trên cái option interest. Thì option interest nó call put nó tăng như thế nào thì IP nó sẽ tăng như theo theo cái độ biến động đó. Thì mình phải coi đôi lúc mình option nó option cũng có thể là của một stock, nó cũng có thể gọi là option mắc lúc mắc lúc rẻ nha. Thì lúc đó khi mà một admin trade á thì admin cũng có check cái gọi là cái IV chart của từng stock nữa. Nếu mà mỗi một cái chart đó, nó một cái có một cái IV line á, là cái IP đó là giá mà trung bình mà giá là chấp nhận được của cái stock đó, thì khi trong trường hợp đó là mình sẽ mua mua thì nó ok thì sẽ mua. Nhưng mà nếu mà nó lên xuống mà lên cao thì option nó trở nên quá mắc,
khi mà mình mua vào mà chỉ cần market nó neutral hoặc nó không có thay đổi nhiều thì IP nó sẽ rớt và mình sẽ mất tiền. Thì đó, cái đó gọi IP play, thì cái đó nó khá là phức tạp. Thì bây giờ mình chưa có giới thiệu vào group, nhưng khi nào mọi người trade option khoảng 3 đến 6 tháng quen thì mình sẽ giới thiệu những cái sản phẩm mới. Thì nhân tiện ở đây. Anh nói đi anh. Anh nói đi, anh nói đi. Thì nhân tiện ở đây thì mình cũng nói là mình mới thuyết phục được hai người bạn cũng là full time trader, nhưng mà hai bạn này là hai bạn người Úc. Thì cũng là bạn của mình cũng tham gia. Thì cũng để tham gia vào các công việc ở trong 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 group. Thì tại vì hai bạn đó là không biết tiếng Việt nên hai bạn chỉ phụ làm phần research với lại là làm part time research cho team của cho Nick, cho admin với Khoa thôi. Thì hy vọng sắp tới thì chỉ có thời gian nhiều hơn để làm bên mấy cái mảng strategy với lại tạo ra những cái sản phẩm mới cho mọi người. That's good, that's good. Sao anh? Không, cái đó tốt á, thời gian cho mình càng ngày lực lượng càng đông đảo thì mình có nhiều cơ hội hơn. Thì giống như mình trade thì giống như đôi lúc thì giống như có những cái người mà giống họ trade nhiều năm rồi á, thì em thì mình cũng cũng rất là tốt để giống như giúp cho mọi người thêm có cái trade đi. Tại vì thực sự cái thời gian của Khoa với admin nó hiện tại nó quá là hạn hẹp đi á, này vào phụ thêm thì cũng cũng sẽ mà hai anh em sẽ cũng có thêm được thời gian để làm những cái công việc cần thiết cho group. À, mình nói lại một cái market một tí á, là cái đợt này là cái đợt rất là hiếm có để mà mình vào là để cho một cái long term, một cái đầu tư dài hạn của mình nha, tại vì cả, phải cái chục năm mới có lần á, nó kéo dài rất là lâu. Cái đợt Covid vừa rồi thì nó xảy ra quá nhanh đi, mọi người thì nhiều khi không có vào kịp á. Nhưng mà cái đợt này thì kéo dài đến 6 tháng, là hiện giờ là 6 tháng rồi, thì không phải là nó thường xuyên xảy ra đâu, do đó là mình nên tận dụng cơ hội này đi, để mà mình có cái chiến lược mà lâu dài để mà đầu tư cho mình đó. Thì mấy chị bắt đầu mình chuẩn bị cash, tiền mặt sẵn để mà có thể bắt đầu là mình vào lệnh nhiều đó, mình mua nhiều vào trong cái đợt này. Mà sao vừa rồi cái S&P với lại cái Dow cho nó lên, nhưng mà đặc biệt những cái thằng về chip đó nha, nó lại xuống một cách kỳ lạ, không hiểu nữa. Chip thì vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giống như là thiếu chip vấn đề thiếu chip là vẫn là vấn đề nan giải. Thì giống như bữa mình có nói với trong rất với mọi người là hiện tại trên thế giới chỉ có hai cái công ty, một là Taiwan là đó là nó làm một cái gọi là một cái base để cho một công ty ở bên Hà Lan á, là ASML á, làm in cái chip thôi. Thì hiện tại cả thế giới chỉ có một phụ thuộc vào một cái máy chip thôi, nó nắm giữ vận mệnh cái technology của toàn thế giới, từ IT rồi từ EV market rồi tất cả. Thì hiện tại thế giới chưa có sản xuất ra được cái máy thứ hai, nó thiếu chip để làm cho một để tạo ra một cái máy sản xuất chip. Thì đó là cái vấn đề mà nó chưa có giải quyết được. Thì mình expect là 1 2 năm tới thì tình hình sẽ vẫn kéo dài, nhưng mà đây là cơ hội rất là tốt anh. Tại vì Nvidia bây giờ với AMD thì hai cái mã nằm trong Qcon chẳng cũng nữa. Thì cái giá này thì thực sự là rất là tốt. Thì tuần vừa rồi mình cũng đã mua khá là nhiều của Nvidia và mua Leaf long term option của AMD. Thì có lúc phải có những cái news như vậy, những có giật giật mình mới mua được giá rẻ thôi. Tại vì cái market manipulation nó sẽ vận hành, nếu mà anh trade 5 10 năm anh sẽ thấy nó xảy ra như vậy à. Nó phải tạo ra bad news để nó mua để nó mua thôi, chứ khi mà nó không thể nào mà nó nói ok thay vì nó bỏ tiền ra vậy. Tại vì số lượng nó mua là gọi là block, là nó mua hàng trăm hàng triệu xe, 5 7 triệu xe như vậy á, thì đối với nó một cái discount mình từ 5 7 đồng một xe này kia là rất là nhiều. Thì nó sử dụng media thôi. Thì media như CNBC rồi Yahoo Finance hay là mấy cái trang này kia vậy thì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì đa phần những cái trang những người hold cái đó cũng toàn là hedge fund và những cái investment bank không, thì nó phải tại vì hai cái đó luôn luôn đi song hành với nhau nha. Wall Street với media luôn luôn đi song hành với nhau để
để tạo cho cái gọi là manipulation đối với cái retail investor. Thì khi mà giống như những người mới chơi á, thì họ họ mua vào họ thấy rớt, họ hoảng không biết làm gì. Nhưng mà đối với những cái con mà mình đã hiểu về cái fundamental, mình đã hiểu về cái business của nó rõ ràng, cash flow các kiểu, khi mà nó rớt thì đó là lúc mình lại phải mua vào thêm. Với một phần là mình có đọc mà mình thấy là họ nói là cái risk, cái rủi ro của cái việc mà consumer spending, tức là cái người tiêu dùng mà chi tiêu trong cái nền kinh tế đó, nó slow down, là đang chậm lại. Thì cái việc mà mua mua máy tính, mua này kia đây, những cái thứ mà liên quan đến mà sử dụng chip này kia đó, thì nó bắt đầu giảm, cái nhu cầu bắt đầu giảm dần. Thì chẳng qua là do tác động của nền kinh tế, với lại những cái về tăng lãi suất, rồi những cái lạm phát đó, giá vật chất leo thang, thì người ta bắt đầu hạn chế ta mua chi tiêu lại. Thì cái này chỉ là một cái đợt để mà trong cái chu kỳ của nó thôi, chu kỳ trong cái nền kinh tế nó bắt buộc phải phải như vậy thôi. Thì và long term, về dài hạn, thì mình tự tin là khi mà cái nhu cầu nó xuống rồi á, thì nó sẽ, nó giống như là cung cầu thôi các bạn. Cung cầu thì khi mà cung nó cao lên, thì cái nhu cầu nó cao lên, thì cái demand nó lại, cái cầu nó sẽ bắt kịp cái cung đó. Thì trong ngắn hạn thôi, nên mình nghĩ là những cái đợt như vậy sẽ rất là tốt để mình tận dụng cơ hội mình vào. Các bạn cũng cái đợt sắp tới có Google Split á, thì tuần rồi mình cũng mới mua thêm. Không biết bạn nào, anh chị nào có mua thêm không ạ? Google, Alphabet. Thì hồi bữa anh mình cũng đã đưa cái alert cho Google, thì lúc đó mình mua cũng giá cũng được gần 2002 á. Thì nếu mà 1 2 ngày tới trước khi phép đi lên các kiểu mà nếu mà rớt thêm thì có thể mình sẽ mua thêm, tại vì Google cái giá này thì nó hold khá là vững, thì cũng là yên tâm để về mua dài hạn. Alo, alo. À, nghe bạn ơi. Thì theo như bạn nói thì cái tình hình stock market hiện nay nó là cái lúc good để mua vô, nhưng mà mình cũng muốn hỏi về cái vấn đề hơi e ngại là vấn đề mà có thể là có những cái đợt suy thoái kinh tế đó. Ví dụ như bây giờ là mình phải chờ cho cái báo cáo lạm phát hay cái báo cáo của GDP thì mình có nên mua vô bây giờ hay không? Hay là mình chờ cho tới cái báo cáo đó sau đó mình mới, nếu mà nó crack thì cái khả năng mình mua với giá thấp rất là cao hơn là nhiều. Thì Có một điều gì anh, mình không thể nào mà time the market được cả. Đó là một điều chắc chắn là mình không tin. Mình tại vì ví dụ như anh đầu tư vào cái whole market đó, đối với những con á mà high risk hay growth stock đó, thì khi mà suy thoái xảy ra thì nó rớt 30% là chuyện bình thường. Nhưng mà những cái con mà anh thấy, những cái con mà admin và khoa đã nghiên cứu và đưa ra thì hiện tại nó all in the value đã tới 30-40% rồi. Thì nếu ok thì mình chấp nhận đó, là nếu mà trong quá trình xảy ra thì nó có thể rớt 10 hay 15 hay 20% gì đó, thì đó là mình sẽ mua thêm một đợt cuối cùng, thì đó là chuyện xảy ra. Nhưng mà mình nếu mình chờ tới lúc đó, và thậm chí ví dụ bây giờ tiếp đó mà nó lên rồi, và khi mà GDP nó gấp một cái nó bay lên nữa, thì lúc đó anh sẽ bị miss. Giống như mình nói là cái cơ hội mua này á, là nó chỉ xảy ra lần gần nhất là 2008, đó là market crash. Lần thứ hai á, là 2015, lúc đó là S&P nó rớt 25% là do China market nó rớt. Còn một lần nữa là 2018 là khi crypto crash á, thì lúc đó là cái chỉ số nó cũng rớt là từ 20 mấy đến 30%. Lần gần nhất của mình á, đó là cái COVID. Nhưng mà theo như mình biết cái số liệu là đa phần là 80 đến 70% là hơn 8% là cái retail trader là tham gia market sau khi COVID nó xuất hiện. Tại vì cái giai đoạn mọi người ở lockdown và mọi người trade này kia bắt đầu làm quen với stock, thì cái lúc đó cái volume các kiểu mọi thứ nó lúc khi mọi người vào đó, cái market đó là bull market, thì nó đi lên 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 lên, lên suốt. Thì lúc đó là S&P nó từ 2002 lên tới 4008, một trong những cái chạy mà nhanh nhất trong lịch sử luôn á. Thì mọi người chưa có quen được với cái gọi là cái những cái crash correction này kia vậy. Thì tại vì mình cũng trade rất là nhiều năm thì mình cảm nhận được đây là một cơ hội rất là tốt. Thì đó là sao mình rất là mạnh dạn nói mọi người là
tới lúc đó mình ok mình chấp nhận là tới lúc đó market nó sẽ crash hay gì đó, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đã dập dìu nó rất rất là nhiều trong 6 7 tháng qua rồi, thì mình nghĩ là tại vì cái market hiện tại nó cũng hấp thụ một phần nào cái suy nghĩ về suy thoái về kinh tế hay inflation các kiểu rồi. Thì khi mà nó rớt xuống thì nó cũng không có rớt bao nhiêu đâu. Nhưng mà thì đó là cái suy nghĩ của admin thôi, còn ví dụ như cái lựa chọn mà anh có nên mua hay không thì đó là admin hoàn toàn tôn trọng cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Nhưng mà giống như mình hay nói là ok mình sẽ trade một cái gì thì mình sẽ up lên cho mọi người xem. Thì nhiều năm qua thì mình đều trade như vậy và mình có kết quả thì ok. Thì mình thấy ok, nếu nếu mà mình tại vì mình trade mình phải có cái niềm tin cái gì những gì mình trade á và những cái con mình hold nữa. Hiện tại thì mình có một niềm tin rất lớn vào những cái con mình trade và những con mình hold. Thì đó là cái khi đó mình rất là happy mình chia sẻ những cái gì mình trade cho mọi người thôi. Còn cái lựa chọn riêng của mọi người thì mình hoàn toàn tôn trọng thôi, mọi người có thể chờ nếu mọi người muốn hoặc là người mọi người mua vào nếu mọi người muốn, thì đó là quyết định riêng của mọi người. Thì theo gợi ý của admin với lại Khoa thì lúc này mình nên mua, tất nhiên là không không có all in, chứ mà mình nên mua theo cái dạng gì, ví dụ như mình mua swing trade hay là long term investment hay là cái gì? Hiện tại hiện tại bây giờ mình đọc rồi mình mua cho long term rất là nhiều. Vậy thì có thể là tuần tới admin cho một cái đưa lên một số cái alert để long term Có investment sẵn rồi anh, mình alert đã có sẵn rồi anh. Anh có vào sẵn. long term start và anh vào trade alert đều có cả. Cái phần nào có long term và swing trade admin đều có ghi. Còn cái nào mà alert mà trong cái long term đó là dành cho long term. Thì để mọi người Nhưng mà mình có câu hỏi nữa là mua long term investment đó thì mình mua theo cái diện là mua share hay là mua option? đó là tùy vào cái đó là tùy vào capital của mọi người nha. Nếu mà anh có nhiều cash thì mình khuyên anh nên mua share. Nhưng mà nếu mà ví dụ như anh có ít cash mà anh muốn spread cái mua ra thì anh có thể mua long term option. Bởi vì long term option nó cho anh gọi là chỉ bỏ ra 60 đến 70% cái số tiền thôi, nhưng mà anh mua được với cái delta là 0.9 0.95, thì khi như cái mã stock nó đi lên một đồng xuống một đồng thì anh lên xuống là 95 cent thì nó cũng đi song song như vậy, nhưng mà số tiền nó bỏ ra chỉ còn 50 từ 60 tới 70% thôi. Đó là lý do mà mình muốn admin đưa ra những cái alert about option đó, option mà long term investment đó, tại vì có một số người cái số vốn nó cũng bị giới hạn đó. Mình mua 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 được những cái stock mà giá nó lại rẻ hơn cái giá hiện tại mà còn mua được cái good, cái là mình không phải bỏ ra một số tiền lớn nữa, mà cái đó thì cần những cái người có kinh nghiệm như admin đó thì Ok thì nào rồi thì mình có cho cái để mình check lại cái mình có alert của cái nào rồi cái AMD. AMD ok Đúng thì rồi. cái đầu rồi thì có một mớ bạn là hỏi về Meta rồi, nhưng mà lúc mấy bạn hỏi trong live chat thì mình không có ghi ra. Mình có của Amazon luôn rồi nha anh, AMD của Amazon rồi thì mình sẽ coi cái market tuần sau mình sẽ mua được cái gì. Rồi mình sẽ up lên cho mọi người ha. Rồi, cảm ơn hai bạn nhiều nha. Mình muốn Ok. có thêm một điểm cái này nữa nè, là cái đợt mà năm 2007 2008 mà suy thoái á, thì các bạn thấy cái volume mà cái quỹ lớn rồi cái mập nó vào á, không phải họ vào một lần, họ vào cái đợt mà dip á, sau đó khoảng vài tháng sau nó dip một lần nữa, và đó là cái dip cuối cùng của cái đợt đó, thì họ vào rất là nhiều nữa. Thì bởi vậy mà mình không bao giờ mình all in, mình sẽ bắt đầu mình rà nát từ từ. Mình đã nói là thời điểm này là mình bắt đầu thôi nha, chứ không phải là mình dùng hết tiền của mình vào mình mua. Thì do đó là các bạn cứ rà nát là như em mình vừa nói đó. Đó một cái điểm thứ hai đó là cái suy thoái, nhiều người hiện tại đang suy nghĩ là suy thoái rất là nhiều. Nhưng mà các bạn nhớ là cái đợt Covid đó, khi mà Covid crash rồi, thị trường nó crash rồi á, sau đó bắt đầu nó bounce lại, nhưng mà mọi người lại khoảng 3 tháng sau mọi người vẫn chưa tin đó là thị trường đã bắt đầu bull market. Thì mọi người vẫn nghĩ là cái Covid nó vẫn còn kéo dài 2-3 năm nữa. Thì đúng nó còn 2-3 năm nữa, nhưng mà cái thị trường nó đã bounce trở lại rồi. Thì có nghĩa là cái trong cái quỹ mà tuần hoàn, mà cái vòng chu kỳ của nền kinh tế lại là stock market đó, cái mối liên hệ của nó đó, thì cái stock market lúc nào nó cũng đi trước khoảng 6 đến 8 tháng so với cái thị trường chứng khoán. So với cái nền kinh tế. Thì ví dụ như nếu nếu mà chuyện mà nền kinh tế xảy ra, kinh tế mà bị suy thoái khoảng
nếu mà xác nhận xảy ra đó thì có thể là thị trường chứng khoán nó đã pricing rồi, nó đã hiểu được cái chuyện đó rồi. Thì sau khi mà xảy ra chắc chắn là nó sẽ rớt, nhưng mà sau đó nó sẽ nó có sự phục hồi rất là nhanh, mình nghĩ là mình đoán là như vậy, tại vì những cái lần mà thị trường trong lịch sử như thế nào nó đều xảy ra như vậy. Như đó mình cái đợt này mình rất là giống như một kiểu là đang tham lam á, thì tại thời điểm này là mình nên tốt nhất là mình nên tham lam và bắt đầu từ từ, và thời điểm này là phù hợp nhất với mình. Cảm ơn Khoa và admin. Hai bạn rất là good về fundamental. Theo ý kiến mình, có một ý kiến về cái góc nhìn của mình về cái thị trường mà năm 2020 và Covid crash ấy. Thì mình thấy có một cái yếu tố rất là quan trọng là nó do yếu tố là Fed. Thì khi năm 2020 á, thì khi mà crash á, thì Fed á, thì giảm lãi suất, cho lãi suất về zero và bắt đầu mua bond. Khi Fed mua bond tức là bơm tiền vô thị trường, thì khi mà cho mượn tiền dễ dàng thì những cái quỹ hedge fund lớn hay là những cái công ty là họ mượn tiền dễ dàng nên họ có tiền, nên và một phần yếu tố nữa là do Covid nên mọi người đều ở nhà, thì có cái yếu tố là có nhiều thêm retail investor như là Robin Hood rồi đó, họ tham gia vào thị trường nên thị trường mới recover kiểu mà V-shape rất là lẹ trong vòng 3 tháng. Thì theo mình á, cái yếu tố Fed rất là quan trọng, và hiện tại bây giờ là Fed tiếp tục tăng lãi suất và bây giờ là bán bond, tức là họ đang trim cái balance sheet của họ đó, đang hiện tại là đang cắt mỗi tháng là 47 tỷ và tới tháng 9 là 60 mấy tỷ hay 60 tỷ gì đó, mà họ đang nắm giữ gần tới 9.000 tỷ bond. Nên mình nghĩ cái yếu tố Fed nên mình cũng phải để ý rất là quan trọng. Sắp tới mà họ tăng mạnh lãi suất họ và họ cứ tiếp tục bán bond đó, thì mình nghĩ thị trường vẫn còn sideways và còn downtrend. Thì bởi vậy mình mới nói là mình không nên all in tất cả vào một lần. Mình Đúng nói là rồi. bắt đầu, Đúng rồi. nên bắt đầu thôi. Tại vì không có ai mà bất chắc chắn là cái đáy nằm ở đâu cả. Và mình Mình nên bắt nhưng đầu. mà bạn phân tích rất là hay, là mình cũng thấy được là thị trường stock nó đi trước cái nền kinh tế từ 1 tới 2 quarters at least. Thì mọi người cứ nên bắt đầu thôi, mình không có vội vàng trong đầu tư. Đầu tư không nên vội vàng, mình cứ bắt đầu từ từ thôi. Không có việc gì phải vội cả. Theo mình đó thì Fed lúc nào họp thì cũng nói là không có liên quan với thị trường stock, nhưng thực tế họ là market maker. Mình ơi, cho anh hỏi câu hỏi. Ok Mà nếu mình giữ mà mua stock mà giữ long term á em, vậy thì anh. thông thường mình giữ bao lâu em nè? Tại vì anh có cái trường hợp như là hồi khi mà Covid á, anh mua AMD, cái lúc đó là 48 đồng mà nó lên lên hoài, mà anh thì anh muốn giữ cho con cháu luôn, rồi mình cho lúc đó thì mua 800 xe mà nó lên hoài, mà cho anh nghĩ thôi sau này để mấy cái này cho con thì mình không cần thiết, thì nó lên tới 160 mấy anh còn để luôn. Nhưng mà thì sau này thì nó quay ngược lại, bây giờ thì còn tầm khoảng tám mấy. Nhưng mà câu hỏi của anh là ví dụ như mình mua long term mà thường mình giữ khi nào em, hay là mình cứ nhìn như RSI khi nào mà khung ngày ấy, nó tới cái overbought là lúc mà mình bán, rồi mình đợi khi nào nó xuống oversold mua lại. Cái cách đó hay không, hay là theo anh nghĩ là Cái nếu mình giữ được bao lâu? anh có một cái giống như là nhiều người suy nghĩ là ok tôi nên cắt profit chỗ nào, đó là một cái rất là khó. Đúng. Nhưng mà có một cái gì nào, khi mà giống như là anh nên biết giống như là trong cái thời gian mà khi mà anh mua cái stock, cái value của nó nằm ở đâu, cái fair value nó nằm ở đâu. Đợt mà khi mà rồi mà AMD nó lên 160 mấy á, lúc đó cái value của nó là extremely value, gọi là expensive luôn, có nghĩa là giá nó là quá cao. Thì đó là cái chuyện nó xảy ra là nhiều năm nó bị mới bị như vậy. Nhưng đa phần thông thường á là cái biểu có một cái chart á, nó gọi là một cái fair value, nó đi chậm, rất là nhẹ nhàng và nó đi rất là đều, và một cái nó lên xuống, nó cứ lên xuống gọi under value over value vậy. Thì có cái đó là anh có thể sử dụng, giống như là khi mà những cái stock anh mua mà nó lên quá nhiều, thì anh nên check lại cái giá thực sự nó nằm ở đâu. Nếu mà nó mà giống như là cái fair value của nó chỉ bằng một nửa cái current, cái giá hiện tại của đó thôi, anh nên chốt lời 50%. Ok, hiểu rồi. Vậy là Anh không, chốt tại lời vì 50%. anh vô Morningstar anh cũng có thể coi được cái overview hoặc cái giá sao nó trong cái website đó, nó có nói đó.
Ok, vậy thì từ đó sắp đây anh cứ nhìn cái đó mà mình có thể ước lượng khi nào bán ra và mua vô lại. Ok, cảm ơn Thì em. không thể là rõ ràng là mình không thể nào mình time được market đã, nhưng mà khi giống như nó một cái common sense, anh ví dụ như anh mua một cái gì đó mà anh mua số lượng mà nó lên quá nhiều đi thì cảm giác anh nghĩ như thế nào? Anh nghĩ là nó bây giờ nó giá nó quá vô lý rồi, nó quá cao rồi, anh có thể bán là 5% vậy đó, rồi anh hold, anh lấy chốt lời, sau đó khi mà nó rớt xuống mà fair value thì anh lại mua lại thì anh lời về 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 share. Tại vì ví dụ như anh hold cho con cháu anh thì tới cái nó không phải quan trọng là lúc đó là anh mua giá bao nhiêu, mà quan trọng tới cái ngày 10 năm nữa con anh giữ được bao nhiêu share. Ví dụ như anh làm một cái cycle như vậy, cứ mỗi lần lên xuống vậy anh build được 200 share, 200 share từ cái việc mua và bán thôi, không quan trọng là giá cả nằm ở đâu. Thì 10 năm nữa thì ví dụ như là con anh hay cháu anh nó giữ được là 3.000 hoặc 4.000 share lúc đó. Thì đó là cái suy nghĩ của anh Min Hai Train, là khi mà mọi thứ nó trở nên quá mắc mỏ, hay là những cái con nó lên lên giống như là nó lên thẳng một mạch như vậy, thì chứng tỏ đó cái đó là nó là cái chart á, có nhiều chart gọi là healthy chart và unhealthy chart. Unhealthy chart là những cái chart mà nó lên thẳng một mạch từ vài chục lên thẳng 300 400 400 thẳng luôn, cái đó unhealthy chart, bởi vì nó chỉ do là cái media rồi những cái giống như là cái trên cái group này kia vậy, nó pump 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 đi thẳng như vậy, thì đó là anh theo thị trường khi mà nó rớt những con rất 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 là dữ, rất là mạnh thì rất Ok, cảm ơn. Luôn 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 tiện em nói mà healthy chart này nọ. Có những cái stock mà nó rất là volatile, ví dụ như UPST hoặc là Affirm, mà chưa hẳn là những cái ticker này là những stock mạnh, nhưng mà tại sao mà nguyên nhân nào mà nó có dao động mạnh dường như là mỗi ngày vậy em? cái đó là dựa vào cái stock nó lên xuống là supply and demand thôi anh. Cho hôm bữa mình có nói á, với mọi người là stock market được control bởi sao, đó là greed and fear, sợ hãi và tham lam. Khi mà tham lam nó tăng lên thì demand nó tăng lên, thì đó thì đẩy cái giá tốc stock lên. Thì nhưng mà khi mà giống như đối với cái USDT là một trường hợp rất là đặc biệt, nó lên từ vài chục mà lên tới 400, cái lúc đó là cứ mỗi ngày nó cứ lên 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 vậy, tại vì mọi người cứ nghĩ nó sẽ lên mãi lên mãi lên mãi. Thì cái lúc mà anh thực sự anh coi cái insider mà hold của UST là chỉ có retail investor thôi, còn là insider có này kia rất là số lượng rất là nhỏ, thì đó là cái giai đoạn nó bán, bởi vì cái sắp trở nên way over value rồi, cái value của nó là lúc đó là gấp gần như là 7 8 lần cái real value của nó. Thì những người mà trade stock họ dựa trên fundamental thì lúc đó họ sẽ chốt lời chốt lời chốt lời chốt lời chốt lời, mà khi mà nó lên càng lên cao bắt đầu người ta càng short 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 từ từ. Nếu mà anh mua stock, anh mua mà giống như nó rớt xuống, anh mua gọi là average down, thì người ta short stock người ta cũng average up, có nghĩa là nó lên thì người ta short thêm, ví dụ như 1.000 share nó lên 50 đô, người ta short thêm 1.000 share đó investor, cái bit fund nó làm như vậy. Thì đó là lý do tại sao mà còn retail investor thì cứ nhảy 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 vô, nhưng mà lúc đó là nó rớt xuống. Ở trong cái chart đó anh có thể Google gọi là width of chart, thì nó hiện ra, có nghĩa là cái mô hình gọi là manipulation rồi uptrend rồi rồi giai đoạn top in line, có nghĩa là hiện ra cái giống như là cái chart mà cái xu thế, cái cycle của một cái chart đó. Thì lát nữa admin sẽ share cho mọi người xem, thì nếu mọi người khi mọi người trade thì mình có thể nhìn cho đó để làm một cái gọi là một cái chỗ để tham khảo, là khi mà cái stock nó nằm ở đâu thì giai đoạn đó mình take profit. Thì nói chung có một điều admin tin như vậy nè, market có thể lấy tiền của anh nhưng mà không bao giờ lấy được cái realized profit của anh, một khi anh đã chốt lời là không bao giờ market lấy được cái số tiền đó, mặc dù quá nhiều lúc nó sẽ đi lên 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 nữa, nhưng mà mình đâu có thể nào time được market được, đúng không? Mình chỉ có biết chắc chắn là khi mà market cái stock nào nó quay trở nên over value thì chắc chắn nó phải quay trở lại cái giá trị fair value, thì khi mà nó trở nên là over value thì lúc đó là mình nên chốt lời. Không có gì nữa. Ok, dạ cảm ơn em ha. Xong rồi. Ok. Vậy là cái long run là cái team mình là sẽ cụ thể là có những cái bước đi như thế nào anh biết. Từ trước tới giờ mà trước mình trade á, thực sự là cái stock nó lên xuống nó khá là ổn định, giống như là không có cái giai đoạn mà stock nó, mọi thứ nó trở nên quá là over value như cái đợt mà chính phủ nó in tiền của năm 2020 đó. Thì đó là lần đầu tiên mà mình thấy trong cái những năm mà mình làm trader luôn á. Thì
thì lúc còn bình thường đa phần anh là những con blue chip á, khi mà nó chở nó tăng á, thì nó lên over value chỉ khoảng từ 20-30% thôi, rồi sau đó là cái fundamental với lại inflation đó thì nó điều chỉnh cái giá đi lên để đi cùng song hành với cái giá hiện tại của stock. Thì cái thường thường đó mình ở những trường hợp đó thì mình không nghĩ tới take profit, nhưng mà chỉ có giai đoạn vừa rồi á thì stock nó trở nên quá là over value thì lúc đó là mình take profit và mình chờ rớt xuống mình mua lại thôi. Trong một thời gian sắp tới á thì bây giờ người ta đã học được rất là nhiều bài học á, về cái gọi là stock under value và over value và cái market này kia vậy. Thì mình nghĩ sắp tới thì những cái chuyện xảy ra mà như USDT mà tăng vậy thì nó sẽ rất là hiếm. Thì có gì á, thì trong thời gian nếu mà chừng nào mọi người còn ở trong group hay là chừng nào mọi người còn trade thì admin luôn đồng hành với mọi người thì thì khó, như khi tại bây giờ hiện tại mình cũng khó nói là nó sẽ xảy ra lúc nào và xảy ra ở đâu, nhưng mà nếu mà mọi người hold những con nào mà mọi người thấy nó lên 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 dù như 2 lần 3 lần hoặc là giống như USDT gì đó nó lên tới 6-7 lần, chắc chắn mọi người biết là đó là không phải là healthy chart rồi. Cái fundamental của một công ty có thế nào mà tăng trong vòng 6 tháng 1 năm mà nó tăng như vậy đó? Tại vì nó cũng là không phải công ty nhỏ, là multi-billion company, nhưng mà nó tăng như vậy thì rõ ràng mình hiểu được là cái stock market nó đang làm một cái điều điên rồ, thì mình không phải là một lựa chọn an toàn để mình mua cái mã đó. Yeah, it's a pump and dump manipulation. Dạ, đó là dạ. À, nếu mà chưa có ai có câu Ok, vậy thì mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn hỏi trước nha Phan. à, ok vậy để mình đại diện mình hỏi luôn nha. Thì có bạn hỏi là khi mình có nên roll khi mà market nó xanh hay đỏ, là khi ý là khi nào mình roll của option của mình đó, thì anh mình trả lời giùm mà. Ok, về cái nếu mà bạn hỏi đó hỏi về roll thì chắc chắn là roll của option. Thì nói về option roll á thì mình sẽ nói về call và put. Mình roll cái put á, đó là trong trường hợp nào, ví dụ như là có cái một cái xảy ra là khi mình mua cái AMD. sell put và sell put long term stock á, thì giống như là khi mà nó lỗ thì nhưng mà thường thường mình sẽ roll khi mà nó gần tới cái ngày nó expire thôi. Còn mà khi mà giống như giai đoạn mà nó xanh hay đỏ gì hay market nó lên xuống thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó thôi. Hoặc là Amazon cái sell put 120 thì mình sẽ chờ nó gần expire. Lúc đầu đó lúc đó mình mới roll. Thì thường thường với sell put thì mình sẽ roll nhiều ngày hơn để lấy cái premium cover lại và kéo dài cái thời gian mà expiration ra. Còn giai đoạn mà ví dụ như nếu mà bạn hỏi về giai đoạn xanh hay đỏ là có thể nó đó là cái giai đoạn mà cái sell put nó có lời, thì đối với sell put á mình roll nó khi mà market nó xanh, nhưng mà lúc đó mình không phải roll cho nhiều ngày hơn nhưng mà mình roll up. Có nghĩa là sao, ví dụ như mình sell put by AMD 75 mà giá lúc đó là 80 mà nó chạy lên 85 thì lúc đó là cái put của mình có thể lời 50% rồi, thì mình sẽ roll cái put đó từ 75 mình thành roll thành cái 78 hoặc là 80 gì đó để mình collect nhiều premium hơn, thì đó gọi là roll up. Còn cái call cũng vậy, call thì hả đôi lúc mà ví dụ như mình sell call mà nó rớt xuống thì market nó đỏ mà cái call của mình lời 20 lời 50 hay 60%, mình nghĩ ok nó sẽ rớt nữa hoặc là nó ở dưới đó cái mức nào đó thì mình sẽ roll down. Ví dụ mình sell Tesla mà 750 nhưng mà lúc mà nó rớt xuống 650 rồi mình nghĩ nó chắc không qua 700 rồi, thì mình roll từ 750 mình roll xuống tới call 700 để collect more premium. Đó là như vậy là mình roll put sell put đó, cho cái khi market xanh và roll cái sell call khi mà market nó đỏ. Còn khi mà hai cái này nó expire mà nó vẫn nằm cái giá đó và bạn đang lỗ thì mình phải roll để có nhiều ngày hơn, ví dụ như thêm 2 tuần hoặc là 1 tháng gì đó để mình có thêm nhiều premium. Là anh biết có thể nói rõ hơn Dạ. là mình roll là đợi gần đến ngày expire, đến cái ngày gần là gần bao lâu, hay là đến ngày đó luôn? Gần là ví dụ như là khoảng khoảng 2 tới 3 ngày á. Dạ. Thì mình sẽ chờ. Thì hiện tại á là cũng tùy nữa, có những trường hợp ví dụ như lúc đó là nó lỗ nhiều hay lỗ ít nữa. Nếu mà nó lỗ nhiều thì mình có thể roll sớm hơn, mình cũng không phải chờ tại vì mình nghĩ không rebound bao nhiêu. Nhưng mà trong ví dụ mình sell cái put mà tới gần đó mà nó lỗ 100-200
thì trong vòng thứ 5 thứ 6 mà mình expect nó thoát khỏi cái giá mà strike mình sell put chẳng hạn, ví dụ như 75 mà lúc đó nó trade ở 73, mà lúc đó hôm đó là ngày thứ tư mà thứ sáu hết hạn, thì mình hoàn toàn yên tâm để chờ tới hầm, hoặc thậm chí lúc đó giá ở 70 thì mình có thể là mình chờ. Nhưng mà đối với admin thì thường thường mình roll vào những con mà lỗ nhiều á, mình sẽ roll vào ngày thứ năm để mình không có quên thứ sáu, để trong trường hợp nó expire mình quên nữa, tại vì mình có tới 3-4 account mình không có nhớ hết đó. Nhưng mà thường thường mình chiều thứ năm là đối với những con lỗ nhiều thì mình sẽ roll, nhưng mà những con mà nó đang strike mà gần cái giá trị strike thì mình cứ để nó play out thôi. Yeah. Giả sử mình có một cái ví dụ là mình có một cái sell put mà AMD là cái strike 75 đó, bây giờ nó đang giá market đã đang 73 thì yep. Cái expiration date của mình là cuối tháng 7, 29 tại tháng 7 thì khoảng anh mình nói đi. Cái đó thì mình quá sớm để suy nghĩ tới chuyện roll, mình sẽ chờ. Thì mình muốn hỏi là giả sử như là tới ngày 28 tại tháng 7 và giá mình ví dụ như market là 70 đồng thì lúc đó là mình roll đúng không? Cái đó cũng tùy nữa bạn, nhưng mà nếu mà gì lý do thì mình sẽ có một cái gì nè. Khi bạn xem put á, các bạn cũng có một kèm thêm một suy nghĩ là mình có lấy giá, có nên lấy giá stock mà khi mà bị assign không? Đối với AMD mà giá mình sell put 75, mình có lấy được 2 đồng mấy, thì nếu mà average của mình là 72 đồng rưỡi đi chẳng hạn, đúng không? Trong cái giá hiện tại là 70, thì mình nghĩ ok, giờ mình muốn roll nữa. Nhưng mà nếu thực sự đối với admin là mình sẽ không có roll, mình sẽ lấy share. Bởi vì khi mà anh roll của giá này là bottom rồi á, thì cái xác suất của nó đi xuống không còn bao nhiêu nữa, mà cái xác suất của nó rebound lại rất là mạnh. Khi mà anh roll á, thì anh cái maximum thêm 30 ngày nữa thì maximum của anh collect á, thì là chỉ có tiền cái premium 200 đồng thôi. Nhưng mà anh quên mất trường hợp là nếu mà nó 72 mà rebound về 80 hoặc 85 chẳng hạn, thì cái profit của mình là gấp 6 gấp 7 lần cái premium đó. Thì có nhiều trường hợp các bạn, với lại tại đó do admin suy nghĩ nó người là không phải mình sell put để mình lấy premium, không, mình sell put để mình lấy share nữa. Mình phải đôi lúc mình phải lấy share. Những cái con mà thực sự mà giống như mình không có lấy share là bởi vì giống như account mình không đủ tiền để mình mua 100 share cái giá đó, thì mình sẽ sell roll để mình collect premium và mình hold on cái trade đó. Nhưng mà đa phần giống như ok, mình được rồi, mình có sell Tesla dưới giá 600, collect là 2.900, thì nếu mà mình lấy được Tesla giá 570 thì chắc chắn mình sẽ lấy, chứ mình không có roll nữa. Hoặc là ví dụ như mình, mình có phải có suy nghĩ là ok, khi mình sell put thì mình phải có suy nghĩ là ok, trong trường hợp mình lấy share cái giá này ok không? Đúng rồi. Thì mình phải kèm cái suy nghĩ đó. Ok, dạ theo admin mà tới cuối tháng mà cái giá em đi xuống 60 á thì mình có lấy share không, theo ý của lúc đó thì mình lấy share, tại vì lúc đó anh lấy share hoặc anh sell put nó cũng ngang nhau, nhưng mà chắc chắn lúc đó mình sẽ lấy share. Tại vì khi mà nó deep in the money này put mà lỗ nhiều rồi thì anh sell put anh không còn giá trị nữa, anh không collect được premium mà bao nhiêu cả. Tại vì khi mình roll là sao? Bởi vì mình nghĩ là mình có thể collect được nhiều premium để mình giảm giá hơn. Nhưng mà lúc đó là drip in the money này thì nó y chang anh hold share vậy, không khác gì cả. Thì tại vì lúc đó đeo cái drip in the money này của put mà anh sell rồi thì đeo cao nó là 0.95 rồi. Thì khi đó anh sell put đó, thì anh không collect được bao nhiêu time decay cả. Thì đó cái trade đó không. Mà khi ví dụ như nó bật từ 60 trở lại đó mà có dụ như lúc anh lấy share mà nó lên 75-80 anh có thể chốt lời, nhưng mà khi mà lúc anh sell cái put để anh roll á, nó lên tới 80 anh vẫn không có chốt lời được, bởi vì lúc anh còn lỗ mà anh phải stop cho cái trade đó, thì đúng không, mình phải chờ anh expire thì bắt đầu cái mình mới collect được 100% cái put, tại vì chừng nào cái put còn cái time decay, còn cái ngày hết hạn á thì nó vẫn còn cái time decay ở trong đó, thì lúc đó mình vẫn còn stop. Thì chừng nào cứ để cái trade nó play out thôi, rồi từ tới lúc đó thì anh có thể hỏi thì admin sẽ nói ra cái suy nghĩ của admin ha, tại vì mình cũng đang ở trong cái trade đó mà. Ok rồi, cảm ơn admin. Chưa hỏi này nhé. Ok anh. Mấy bữa trước đó, trong cái team member tôi nói là họ
họ mà mua khác là mua sale put á, thì họ nói là không đủ tiền, mà mình không biết là không đủ tiền là cái khác đó là cái ô money account không đủ tiền vậy admin. Cái khi mà anh xem put á, thì nó có một cái gọi là cần collateral, gọi là margin requirement. Ví dụ như anh sell put của Tesla thì 600, anh collect premium là 2.000, 2.900. Thì cái margin, cứ gọi là cái buying power, nếu mà anh sử dụng rule Robinhood á, nó gọi là buying power, là của anh phải ít nhất còn gần 60.000 đô thì nó mới cho anh mở cái trade đó. Không biết 1.000 đô tiền khác hay là 10.000 đô tiền khác hay là tiền merchant account. Không, anh phải check á, khi mà Robinhood anh xài broker nào? Booker Fidelity. Fidelity hả? Thì cái đó anh phải check là cái buying power của anh còn bao nhiêu nha. Hoặc là free margin á, anh phải click vào cái account nó hiện ra của anh là maintenance, là những cái trade mà anh đang hold. Rồi nó margin free margin là những cái trade mà anh có thể mở cho trade mới, hoặc còn những broker khác gọi là buy power. Thì mấy cái đó anh phải check lại thì mình mới coi được. Nếu mà account của anh mà total của chỉ còn từ 60.000 anh có mấy cái trade khác rồi thì chắc chắn anh không có mở sell sell put của Tesla được, tại vì mình nghĩ là nó không có đủ buy power trong đó. Đúng rồi thấy. Ok, thank you. Amin đi hỏi xong là cái roll over đó mình đu được mấy lần Amin, hay là nó không giới hạn? Roll, anh có thể roll forever anh. Mà nếu nếu mà Mình nói như vậy là mình đâu có cần người mà mở, là mình mở cái xe phút mà đâu cần cái slot đâu, tại vì nó đúng rồi, thua cái mình roll. sell put là một là chấp nhận collect premium, hai là chấp nhận lấy share, rồi hoặc là tới đó mình roll. Thì sell put không bao giờ có stop loss nha. Nếu mà sell put có stop loss là làm chắc chắn là mình sẽ thua, tại vì stop nó up and down mà. Sell put là mình gọi là mình trong lúc mình chờ đợi mình collect premium để mình lấy share, thì sell put không có stop loss. Mà Vậy là cứ mình cứ cái lỗ là chuyện mình này cứ lỗ hoài 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 đúng hả? Mỗi lần lỗ cứ vui rô rồi, rô rô. tùy anh, tùy cái nó là deep in the money, hoặc là nếu mà nó lỗ nhiều deep in the money thì mình nên lấy share. Nhưng mà nếu mà cái strike mà share put á, nó gần gần với cái giá của khi mà cái giá mà stock mà rớt dưới cái giá strike share put á, Đêm thì lúc đó xuống mình nên lên roll. xong. Ok, chắc là khoa mình sẽ tiếp tục mấy câu hỏi mấy bạn hỏi ha. Ok. Có câu hỏi một bạn gửi là 4-5 câu rồi nha. Mình nói về swing trade á, thì ưu và nhược điểm của swing trade so với các loại trade khác là gì? Thì hôm bữa anh Bin có nói gì mà phương pháp 30% á, thì anh Bin có ta vui lòng nhắc lại được không ạ? 30% của Swing trade. cái mà mình phải, hình như cái đó là về phần long term, khoa hình như là mua 30% chứ. Hả? Có thể là bạn nó hỏi về cái mua 30% là như thế nào á, tại vì trong cái long term stock đầu rồi mình mua chip á, thì mình có nói với mọi người là chia ra ba cái level, như là 30% là cái entry đầu tiên mình mua, và sau đó nó xuống thêm một cái level thứ hai thì mình mua 40%, rồi sau đó nó rớt thêm một level nữa thì mình mua 30%. Thì sau đó là lúc đó mình có cái đó rồi á, thì khi mà cái rebound lại á, mình có hai sự lựa chọn á. Một là mình sẽ hold long term luôn, còn hai á là khi mà nó tới một cái profit target nào đó rồi mình thấy bán ra 50%, rồi nó tới một cái nếu mà mọi người có thể sell call trên cái đó, hoặc là mọi người chờ nó đi lên, hoặc mọi người hold long term luôn, thì cái đó mình Vậy vậy theo admin thì cái điểm lợi và điểm hại của swing trade là gì? cái thường thường cái swing trade á, mình target ngắn hạn hay dài hạn. Nếu mà ngắn hạn á thì cái mình chỉ thường thường target 10% đến 15%, còn cái long term thì giống như có biết rồi, mình có thể hold những stock thì nó có thể giống như là 3 năm, 5 năm thì stock có thể 5 lần lên 3 lần, 5 lần, thì đó là chuyện bình thường.
thì tùy vào một cái nhưng mình đã biết đa phần mọi người thì hay muốn thấy nó lên nhiều thì mọi người sợ rất là thì mọi người muốn take profit, nhưng mà thực sự nếu mà mọi người take profit thì mọi người nên bán 5%, còn lại mọi người nên hold nếu mà thực sự người mua được cái giá rất là tốt. Thì đó, thì đôi lúc mình trade thì mình phải chịu khó mình kiên nhẫn một xíu để stop của mình để lâu hơn một xíu. Thì để giống market nó có thể up and down, nhưng mà nó sẽ cuối cùng thì nó cũng sẽ đi lên thôi. Còn so với day trade thì sao? Ví dụ như swing trade cái mặt là day trade. So với day trade. Về cái swing trade á thì giống như là ok về cái mặt là về thời gian thì giống như trong group mình á thì có một cỡ 30 một nửa là mọi người có thể day trade, còn một nửa lại swing trade. Cái đầu tiên á là mình sẽ tính về về cái khoảng là thời gian là mọi người chọn được day trade hay là swing trade. Rồi sau đó thì mình sẽ tính tới cái phần á là đối với những bạn mà account mà lớn mà không thời gian day trade á thì swing trade là lựa chọn tốt. Thì bởi vì các bạn có thể trade của bạn còn đối để build cái cash cho mình. Còn đối với những bạn account nhỏ thì mình biết tâm lý của các bạn đó là rất là muốn day trade. Để vì sao? Bởi vì day trade nó là build cái account lên nhanh nhất. Thì nhưng mà day trade cũng có rủi ro. Thì nếu mà đối với các bạn mà account nhỏ mà day trade á thì mình nên khuyên mọi người là khi mà các bạn day trade các bạn phải sử dụng stop loss. Còn còn mình thấy cái swing trade cái mặt không lợi của nó là mình phải giữ nhiều lệnh, mình phải giữ qua tuần hoặc là qua đêm ha. Thì khi cứ qua tuần có một cái gì bad news gì đó nó gap up gap down rất là mạnh thì mình dễ bị hit cái stop loss của mình đó. Đó là một cái nhược điểm của swing trade. Lại swing trade thì đôi lúc mình bị hay bị gọi là cái stop loss hơn á, liquidity hơn á. Thì làm tại vì nếu mà các bạn xài broker mà không có tốt này cái dạng thì nó sell cái order flow cho của mình cho cái third party, thì nếu mà khi mà nó đủ cái stop loss này kia nó biết hết, tại vì mình trade bao nhiêu mình hiện lên trên các bạn của cái trading desk của cái mấy cái market maker, thì lúc đó nó sẽ chạy cái thuật toán đó, thì nó sẽ làm một cái gọi là market dump, nó xảy ra rất nhiều khi mà pre market thì lúc đó nó hết cái stop loss của mình thì rất là nhiều, thì đó là một cái trở ngại này. Và đặc biệt giai đoạn này thì rất là khó để swing trade, tại vì nó lên một hai ngày này kia vậy rồi bad news cái nó rất là nhanh và hết cái stop loss của mình, thì market neutral swing trade sẽ tốt hơn nhiều. Còn hiện tại bây giờ swing trade thì khá là khó, bởi vì market nó lên xuống rất là thất thường. Để câu hỏi nữa của bạn đó là thường thì swing trade bao lâu mình sẽ thu hoạch? Thì khái niệm swing trade thì mình chỉ có hai cái suy nghĩ thôi, một là hit stop loss, hai là hit profit. Thì vậy thôi, còn cái duration của nó thì stop chạy bao nhiêu mình đâu có biết, dường như mình target cái stop đó là nó chạy trong vòng 2 tuần nhưng mà có 3 ngày sau là profit nó hết rồi hoặc là stop loss hết rồi. Thì mình chỉ có out cái trade một trong hai cái đó nó hết thôi. Như là mình quay lại cái bài toán đó là cái risk management của quản lý rủi ro của mình đúng không? Vẫn là risk reward thôi. Thì một khi stop hết rồi thì mình nên out, chứ không phải là gần tới stop loss mình sợ quá mình lại dời stop loss xuống, là mình lại dời xuống, thì lúc đó mình hold lỗ rồi thì cái risk reward của mình không còn nữa. Thì về lâu về dài thì trade như vậy thì cũng không phải là một lựa chọn tốt. Câu hỏi của bạn đó nữa là mỗi tuần á team của mình sẽ có khoảng bao nhiêu alert về swing trades, cái này admin cũng nói rồi phải không ạ? Dạ thì giống như nãy mình có nói thì mình có hai team member sẽ bắt đầu việc vào tuần sau, thì hy vọng sắp tới mình sẽ có nhiều swing trade cho các bạn cũng có thời gian, thì cái gì mọi người sẽ cố gắng chờ ha, rồi cái gì thì bao đẹp mình sẽ cố gắng up lên nhiều hơn cho mọi người. Và câu hỏi cuối của bạn đó là nếu mà muốn có khoảng $1,000 thu nhập từ swing trade thì một tháng mình sẽ cần phải có vốn là bao nhiêu? Cái đó thì mình nghĩ chắc cũng tùy à. Ví dụ như vậy nè, bạn muốn kiếm 1,000 đồng một tháng thì max loss của bạn chỉ là $500 thôi. Thì bạn có thể place một cái trade ví dụ như là 10,000 một cái trade, mà ví dụ mua share hay mua đồ thì mình target 10% chẳng hạn. Mình target 10% cho một cái $10,000 bạn bỏ ra để mua share. Thì stop loss của bạn là 5%, target của bạn là
là 10% là 1.000 đồng. Thì cái đó tùy vào cái risk mà mình muốn bỏ vào cho cái trade thôi. Trade swing trade có nhiều dạng nha bạn. Có dạng một đó gọi là high risk, high return và low risk, low return. Thì cái đó tùy vào bạn. Thường thường ví dụ như bạn target mỗi ra 1 tháng thì hy vọng trade á, thì bạn chọn ok. Nếu như vậy á, thì bạn đặt stop loss của bạn 500 đồng thì bạn đặt ở đâu? Và profit của bạn 1.000 đồng nó sẽ double cái stop loss đó. Đó là cái cách mình đặt stop loss và risk reward. Ví dụ như chỉ có đơn giản như thế. Còn mà số tiền mình bỏ vào thì chắc mình nghĩ muốn kiếm 10.000 mà để mua xe thì ít nhất bạn cũng phải mua phải ít nhất là một tầm 10.000, 12.000 gì đó. Thì mình expect là swing trade thì lên chỉ chuyển khoảng tầm 5 đến 10% thôi thì mình có thể out trade. Thứ nhất là nó thời gian nó sẽ ngắn, khoảng 1-2 tuần là nó có thể play out cái trade đó rồi. Mà cái thứ hai á, là bạn cái trade nó play out càng nhanh thì bạn sẽ trade được càng nhiều, mà nếu mà bạn trade được càng nhiều mà bạn đặt đúng stop loss á, thì về lâu về dài thì nó là lựa chọn rất là tốt cho bạn để bạn bạn build cái cash của bạn lên. Ok, thank you Ok, mình cũng còn mới mới câu hỏi bên này để mình đọc lên cho mọi người luôn. Ok, hai admin account của mình dưới 15 đồng mình không có thể trade spy mỗi ngày. Admin có thể có nhiều long term trade hold stop for 2-3 quarter. Và có phương án nào cho các thành viên dưới 25 ngàn giống như mình có tham gia trading mỗi nhóm, trading mỗi ngày cùng nhóm. Thì giống như mình vừa nói đó, thì chắc chắn thì sắp tới thì mình sẽ có nhiều cái swing trade nhiều hơn. Rồi có những cái trade dành cho các bạn account dưới 25 ngàn. Thì lúc đó thì mình sẽ cố gắng mình đưa ra nhiều sản phẩm hơn trong trong vòng một vài tuần tới nha. Thì cái gì mỗi lần trade những account dưới 25 ngàn thì mình sẽ có một cái note nhỏ cho ví dụ như small account chẳng hạn, thì bạn có thể xem. Thì nếu những bạn mà account lớn vẫn nếu mà vẫn trade thì ok thôi, bạn có thể mua nhiều position, và những cái trade đó sẽ dành cho những account nhỏ chẳng hạn, thì mình sẽ note ra rõ ràng cho mọi người. Bạn Minh Minh có hỏi là em là college student và có vốn ít 5 đồng, muốn mua long term stock này cách nào? Còn thứ tốt nhất muốn em muốn follow option admin to mua stock keep trong thời gian nào thì ok, mong admin giải thích giùm em. Ok bạn, đối với những account mà dưới 5 ngàn mà muốn mua long term stock á, thì mình nghĩ thì bạn có thể một sự lựa chọn là bạn ráng bạn build, bạn có thể chọn một cái trong những cái như là long term lip của cái option chẳng hạn. Ví dụ như AMD thì với 5.000 bạn vẫn có thể mua được với một cái giá hiện tại rất là tốt. Thì sau đó bạn dùng cái bạn có một cái sell, bạn có một cái long term option call nữa, sau đó thì bạn sẽ sell call thì bạn kiếm tiền. Thì đối với này á, thì bạn có thể kiếm được 100 đến 150 mỗi ngày là khá là ok đối với những cái mã mà như AMD. Với cái số tiền mà bỏ ra thì bạn cứ view 100-200 mỗi ngày như vậy. Thì trong trường hợp nào mà tới lúc mà nó lên thì có thể là mình lời hai đầu, tại vì sell call nó là win-win solution, mà khi mà mình có một cái long term option hay là mình có 100 share, nhưng mà với 5.000 rất là khó hiện tại để mua 100 share cho những cái mã blue chip trừ cái con BAC ra thôi. Thì mình cũng thấy chọn BAC nếu mà bằng bằng cảm giác thoải mái với nó, còn không thì nếu với 5.000 thì mình nghĩ mua AMD thì thời điểm hiện tại khá là ok, tại vì giá của AMD rất là tốt, 5.000 cũng đủ để bạn mua long term option. Thì thay vì bạn mua share thì bạn phải tốn tới 7.300, bạn mua long term option thì nó cũng y chang nhưng mua 100 share, và mình dùng 100 cái dùng cái long term option đó để mình sell call để mình kiếm 5-7 chục, 100-200 gì đó mỗi tuần, thì để mình làm quen với market thì nó cũng là một lựa chọn tốt. Bạn Hạ, bạn có một bạn hỏi là hai admin mình có nên bán ETF stock đang lỗ để dùng cash đánh option hay không? ETF nào bạn, cái này stock đang lỗ, stock thì cũng có nhiều dạng nha, ví dụ như stock blue chip stock hay là growth stock hay là zombie stock nữa. Thì mình phải biết rõ ràng là mình đang hold cái gì. Ví dụ như bạn đang hold Apple hay là bạn hold Tesla, Amazon mà đang lỗ thì mình không thể nào bán con này được. Còn ví dụ như bạn hold mấy con mà GMAT Watch hay là mấy con mà
Nếu còn mà không có good fundamental kia các kiểu thì mấy con đó mình đúng là mình nên bán. Quan trọng là mình hiện tại là bạn hold cái con nào thì bạn có thể inbox cho admin hay khoa để mình coi bạn hold cái gì nha. Mình phải biết với bạn hold cái gì đó thì mình mới mới góp ý được. Chứ còn nếu mà giờ bạn hold Apple, Amazon mà đang lỗ thì mấy con đó mình không bao giờ bán thì nó lỗ. Để mình có hỏi tiếp tiếp. Anh nhớ hết được khoai. Mấy chị bên đây Dạ, hết. Để coi coi. Dạ, bên bên anh mình. mình vừa gửi câu hỏi cho Khoa. Câu hỏi để mình xem. Thuế ở Úc có watch sales như Mỹ không? Case của mình là tổng tài khoản thì lỗ, nhưng từ khi vào nhóm mình lãi trên một số swing trade như Tesla, Google, OXL, TQQQ mua bán trong vòng một tháng. Vậy thì mình phải chịu thuế nào? Thuế như thế nào? Ok, có một cái theo như mình biết đó, hình như là bạn Houseway Trader này là đang sử dụng Interactive Broker ở Úc. Có một cái ở Interactive Broker là khi mà bạn trade á, nó có bắt bạn bỏ vào cái gọi là nó mình có lựa chọn optional để bỏ vào cái mã số thuế của mình hay không. Thì ở Úc nó cũng khá là dễ chịu cái về cái mảng gọi là wash sale cái này kia thì giống như mình là từ trừ ví dụ như bạn bỏ vào tiền vào trừ khi bạn withdraw cái số tiền đó ra và cộng thêm tiền lời thì bạn sẽ bị đánh thuế, đó là capital gain. Thì có thể tùy cái income của bạn có thể từ 32 đến 50% nếu bạn income cao, còn mà bạn low income á, hay là gì đó thì thuế của nó cũng không bao nhiêu cả. Thì trừ trừ khi mà bạn rút tiền và rút ra tiền lời thì bạn mới chịu thôi, còn không á, thì bạn có thể rút ra nhưng mà rút ra dạng là capital withdraw thì bạn không có bị gì cả. Tại vì Interactive Broker nó không có agreement với bên ITO về cái khoản thuế má, nên đó là do tại sao nó có cái lựa chọn là bạn khi mà mình điền cái vào Interactive Broker nó không có bắt mình phải bỏ cái mã số tax file number vô, nhưng mà cái đó là dựa trên cái của mình thôi nha, còn cái này mình không phải là accountant advisor nên mà cái này mình không thể nào mình nói 100% được, tại vì cái này là ITO thì bạn biết rồi, không có đủ với ITO được. Cảm ơn admin, vì mình biết admin cũng giúp cho nên mình mới hỏi. Nhưng mà lúc mà mình mở cái tài khoản này ấy, thì là họ có hỏi mã số thuế và mình có cho mã số thuế vào, thì chắc bây giờ mình phải đi hỏi accountant bên này. Mình Thì chưa chỗ bao này giờ mình rút vốn ra khỏi, mình chưa bao giờ rút vốn ra khỏi khỏi tài khoản Interactive Broker, mà chỉ mà luôn luôn là cho vào thêm, cho vào thêm, cho vào thêm, và mình chết ở trong đấy. Thì khi mà mình mới invest ý, thì mình bị lỗ khoảng độ 20%. Sau đấy thì mình bán hết stock, mình lấy cash, mình làm lại từ đầu, thì từ sau đấy thì mình bắt đầu có lãi, nhưng mà nó chưa cover được cái lỗ 20% lúc đầu tiên. Thì nhưng đấy thì mình cũng không biết là mình có bị capital gain tax hay không. Thì cái đó thì chắc mà chừng nào mình rút tiền ra rồi mình mới hỏi accountant thì nó sẽ giải thích được hơn. Nhưng mà ở Úc rất ít accountant biết về cái này nha mẹ. Rất là ít. Đúng rồi, rất là ít người biết. Thành ra là cũng đang bây giờ ngày thuế đang chưa biết làm như nào để behave với lại ITO. Thì bạn cứ chắc bạn phải 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 Google bạn tìm những cái accountant mà về stock á, ở Úc ở bên Sydney. Thì nhiều accountant người Việt thì chắc mình nghĩ bên Úc không có rành, ở bên Mỹ sẽ rành hơn, nhưng mà bên Úc thì mình có hỏi một vài người rồi nhưng người ta không biết gì cả, người ta không có đưa ra advice được cả. Vâng, họ không biết gì về cái chuyện về chuyện đầu tư trên, nếu như mà đầu tư ở trên các cái broker của Úc qua ngân hàng thì họ làm được, nhưng mà Thì con qua sẽ tìm ta biết Interactive đó Broker thì nhưng mà người ta không biết đâu. Vâng. Ok, để mình hỏi lại, mình có một tuần để hỏi lại. Cảm ơn admin. Ok bạn. Mình có em có hỏi gì không ạ? Mình xin lỗi, mình vào muộn một chút cho nên mình hỏi thêm một câu nữa được không? Được rồi. Ok bạn. Mình bị miss cái đoạn đầu, không biết mọi người đã hỏi chưa.
Nhưng mà mình thì làm cái profile của mình muốn một nửa là trade long term và an toàn, giống như là các alert của admin. Còn một nửa là mình sẽ swing và day trade để có thể tăng cái cash nhiều hơn. Thế thì với cái phần mà theo cái alert sell put ấy, cho đến nay thì mình chưa có lãi khoản nào hết. Mặc dù mình rất là yên tâm nhưng mà mình lại không có lãi. Và nó có cái maintenance amount nó cứ tăng dần lên. Lúc đầu chỉ có hai cái sell put thôi, bây giờ mình làm 4-5 cái sell put rồi. Thì theo admin về mặt quản lý vốn ấy thì mình nên xử trí như thế nào? Cái này á thì giống như cái mình nãy nói là mình phải tính tới cái trường hợp á, là mình phải chấp nhận lấy xe của những cái xe put đó, tại vì có những xe put thì bạn phải tính như là nếu mà bạn suy nghĩ về cái account bạn, mình khuyên bạn là nếu bạn thôi nhẹ thì bạn nên sử dụng 70% cho long term, 30% còn lại cho swing trade và day trade thôi. Dạ. Yeah. Thì cái đó là cái lựa chọn đó, nó sẽ an toàn hơn. Dạ. Yeah. Rồi còn á, bạn phải... Sorry. Admin cứ nói đi. Dạ, yeah, thì... Còn mấy cái trade mình lấy xe thì bạn thấy xem là khi mà bạn trong hợp đồng lấy xe thì bạn thấy mức hết bao nhiêu tiền trong bằng cộng tất cả những cái xe đó lại, cái trade đó lại thì để chiếm 30% account của bạn cho cái phần sell put mà lấy xe đấy, đúng không? Đúng rồi, thì nó sẽ chiếm khoảng độ 30% hay 50 hay 70%, vì đấy chính nếu mình lấy share thì đấy chính là các cái share long term mà admin nói. Đúng rồi. Thì nếu như mình lấy share, mình sau đấy mình có thể tiếp tục sử dụng nó như là collateral để sell call, đúng không? Đúng rồi bạn. Thế và còn với những cái khoản mà leap call mà dài hạn ấy, như hai cái alert leap call lần gần đây nhất ấy, thì yep. Mình không thấy nó yêu cầu thêm về maintenance, tức là cái buying power của mình vẫn là $50,000 luôn, trong khi đấy mình làm hai cái leap call. Và theo như admin nói thì là mình vẫn có thể sử dụng các cái leap call đấy để tiếp tục sell call, làm cho leap call cho sell call, thì nó có phải như là một dạng double yep. interest không? Khi mình đang dùng một cái lead call, mình cũng rất có lãi với nó, mà mình lại dùng nó như là một khoản collateral để tiếp tục sell call, thì nó có phải dạng như là một double interest, có đúng không? Mình có hiểu đúng không? Đúng rồi, đó là win-win solution đó. Thì cái mục đích mà mình mua cái long term option là thay vì mình bỏ ra mình mua 100 share thì mình mua cái long term option sẽ rẻ hơn, và sau đó mình sell call mình kiếm một vài trăm mỗi tuần. Thì đó là cái cách mà bạn yêu cái số tiền lên. Bạn có thể sử dụng, bạn có thể suy nghĩ cái đó là giống như cái swing trade của bạn. Bởi vì swing trade bạn ta gần 50%. Thì cái sell call bạn có thể kiếm 1-2%, 1% vậy. Nhưng mà về lâu về dài rất là lợi hại. Yeah. Mình đang cố học admin về cái đấy. Mình chưa thấy nó work out, mình chưa thấy kết quả vì mình mới bắt đầu thôi. Nhưng mà mình đang cố thì gắng viên cho cái đấy. Trong giai đoạn này thì mới bắt đầu thì không sao đâu, thì từ từ thì mình sẽ quen thôi. Yeah, ok. Mình rồi, cảm ơn admin. Hello admin, anh cho em hỏi câu hỏi được không? Ok, em cứ hỏi đi mà. Coi như là em bị kẹt cái con Apple XL á, giá 25 đồng. Thì bây giờ mình phải làm sao anh? Căng quá. SO sale mình biết là trong group mình là chắc phải 30% nửa dính đó. À, một nửa là vì giờ tôi cũng bị một cái group ở bên Mỹ
đăng bài về XOXL nên người Mỹ dính nó rất là nhiều. Mình nghe mấy bạn nói là đó là con stock quốc dân gì đó. À, thì đối với XOXL hoàn toàn không phải dùng để hold long term nha bạn. Nó là một cái short term trading tool khi mà bullish market. Tại vì khi mà cái market mà nó tăng á, thì á là cái con này nó sẽ cho cái return là mặc dù nó là 3x nhưng mà nó không bao giờ là 3x cả, nó chỉ khoảng tầm 1.8 đến 2 chấm thôi dựa trên cái số mà mình tính. Đó là trong trường hợp mà giống như là investor muốn take higher risk for higher return thì người ta sẽ dùng XOXL để to trade và trên nghĩ đoạn short term thôi. Thì cái đợt vừa rồi thì có một bạn nó gửi cho mình cái bài về cái group nó đăng á, thì cái khuyên là mua XOXL lúc đó là giá 50 mấy 60 đồng, thì cái lúc đó là giá AMD đang ở 150, NVIDIA đang ở gần 350, và những cái con semiconductor đều là way of, có nghĩa là way of value đúng không? Thì khi mà way of value thì cái XOXL nó cũng trở nên là cái con, những cái con kia nó là over value 2 lần, thì con XOXL nó phải overvalue tới 4 tới 5 lần. Thì lúc đó mọi người nhảy vào là mọi người lại dính rất là nhiều. Thì hiện tại bây giờ những cái mã mà XOXL holding đó, cái mảng semiconductor đó, thì hiện tại nó cũng đang gọi là ở giai đoạn fair value và undervalue rồi. Thì maybe cái địa điểm này là good entry thôi. Thì bạn hiện tại bây giờ được có một cái là XOXL nó cho là nó có 2 IV, thì bạn có thể sell call từ từ để bạn gỡ lại một chút nếu mà bạn không muốn cut loss. Nhưng mà bạn không nên sell call khi mà những ngày market đỏ, bạn chờ những ngày market xanh, market rebound lại rồi bạn nên sell call. Tại vì XOXL một ngày nó di lên xuống di chuyển 50% là chuyện bình thường. Thì cái độ di chuyển nó rất là mạnh nên nó cũng làm cho nhiều người khoái là ok, mua đi mà nó lên 50% mới nhảy ra, nhưng mà XOXL quay vậy thì cũng không được, rất là nguy hiểm. Vì những cái đợt vừa rồi có một bạn hỏi mình á, lúc đó là XOXL là 22 đồng, bạn đó nói không sao với em mua có gì, cùng lắm thì nó xuống thì average thôi, nhưng mà nếu mà nó từ 22 mà rớt xuống 11, average bao nhiêu mà cho đủ, còn average 5 lần coi như bạn bán account rồi. Rồi mà hiện tại giá average nó cũng còn cao, nhưng mà giá cao vậy thì cũng không có nên vào. Đó là một cái sự mọi người nên suy nghĩ về đó. Sắp tới thì tình hình chip thì nó cũng sẽ không thay đổi nhiều đâu, nó cũng sẽ một cái, nó có trade sideways hoặc rớt hoặc rebound là nhẹ xí thôi, cũng tầm này thôi. Thì XOXL nó cũng sẽ còn lặt lề khá là lâu, nên mình rất tiếc là nhiều bạn dính cái con đó. Nhưng mà thực sự là đôi lúc thì mình cũng phải học cái bài học là sau này mình trade thì mình sẽ cẩn thận hơn với lại những cái bài viết trên những cái group này kia vậy, thì mọi người phải xem cái tính xác thực của nó và xem thực sự là với lại mọi người tin mình đi. Khi mà tất cả mọi người cùng all in vào một cái con nào đó hay gì đó, mình biết có nhiều đợt đó có một bạn nói mình có nhiều người bán nhà để mua vô cái con đó luôn mà, thì mình mọi người tin đi, những con nào mà all in như vậy thì 90% là investor sẽ thua. Vì sói thì đi sang một mình, nhưng mà cừu nó đi lúc nào nó cũng đi theo đàn hết, thì mình không thể nào mình trade được cả. Bây giờ bạn chỉ cố gắng chờ đi, nếu mà market nó xanh thì bạn sell call, bạn kiếm thêm ha. Thế còn market còn cái gì muốn cut loss hay bao nhiêu thì mình cái đó mình không nói được. Rồi nó đang xuống mình có mua thêm không anh? Bạn mua share đi bạn, mình có khi một cái bạn rồi XOXL xuống thì giờ bạn nói muốn average down XOXL để quầy vốn cái gì đó, bạn để đi, forget vào, bạn mua share đi, bạn mua AMD, bạn mua NVIDIA đi, tại sao bạn không mua, bạn hold long term, bạn xuyên không suy nghĩ nhiều nữa. Còn XOXL nó lên xuống này kia vậy thì mình đâu có bạn trade như bạn thì có nghĩa là giống như khi bạn trade hay bạn mua một cái gì đó, bạn phải giống như là bạn có cái gọi là sự nhẹ nhõm trong người mình đó. Khi mình mở account mỗi ngày, khi mà nó lên xuống, những cái con mình trade á, mà mình mở account ra mình toàn bị sốc không, những con mình không nên hold. Tại vì sức khỏe cũng quan trọng lắm, bằng trade mình cũng cần phải sống chứ. Mình mở cái account lên mình thấy mình táo quả luôn thì không được. Để có nghĩa là mình đã trade sai ngay từ ban đầu rồi. Trading á, nó rất là đơn giản. Thì tại vì chỉ mọi người quá làm nó quá phức tạp, hoặc là mọi người mọi người bị giống như là cảm xúc nhiều quá. Kiểu như là
Yeah. Cảm xúc nhiều quá rồi không có risk management nữa. Yeah. Thì giống như bây giờ blue chip stock nó đều đang khá là rẻ. Thì thấy, mình thấy rất nhiều, chưa có bao giờ lúc nào mà trên đó mà nói về mua blue chip như là Amazon hay là mua Apple cả, mà thấy toàn là mua khuyên người ta nhảy vô mua đi quát rồi phân que rồi rồi mua hả PME rồi AMC kiểu không à. Thì tại vì người ta cần cái người ta nhảy vào để người ta get out the position rồi. Dạ, thì mọi người cứ tên mình đi, mọi người cứ thấy cái stock nào mà mọi người lên mà vào đó rồi mua thì mọi người đừng nên mua. Còn mọi người muốn hỏi có nên mua không thì mọi người có thể inbox hoặc chụp cái màn hình gửi cho admin nước Khoa, mình sẽ góp ý cho mọi người. Bởi vì thật sự mình muốn mọi người giữ tiền trước rồi hãy suy nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Bởi vì mình tin đến 90% retail investor là mất tiền trước khi họ kiếm được tiền. Đúng. Yeah. Quản trị vốn rất là quan trọng. Dạ, yeah, mình sống khi mình trade thì theo mình đó, ý kiến của mình đó thì mình anh thì theo mình thấy là mình nên tách ra khỏi cái đám đông, tâm lý đám đông. Ví dụ như mà mọi người càng kêu mình mua XOXL thì mình không nên mua. Và theo mình cái con mà XOXL đó, là cái con đó nó không có cái fundamental, nó là một cái ETF và nó cũng có cái time decay. Thực tế nó nói 3x mà nó cho mình có 2x là 2 chấm mấy, thực ra là nó ăn gian mình rồi. Dạ, đa phần cái history nó là 2x là max. Đúng rồi. 3x vậy là nhiều nha. Đúng rồi, nó ăn gian mình, nó không bao giờ 3x được hết á. Nó ăn gian mình mà nó cũng có cái time decay mà hold long term á thì cái đó nó sẽ đi xuống. Nếu mà thị trường sideways thì nó vẫn đi xuống. Yep. Theo mình thấy, mình nhìn cái chart mình thấy được như vậy. Mình so nó với lại cái SPY á, mình thấy được như vậy. Và mình thấy nếu mà đúng rồi, chắc chắn luôn á. Nhưng mà mình thấy hold long term á, SPY á thì có vẻ an toàn hơn cái SOXL. Em cảm ơn anh. Thôi coi như là mình học bài học thôi, giống như bản thân ngay bản thân admin cũng đã học rất nhiều bài học trong đời rồi. Mình cũng đã từng trade những cái ngày mà trade khùng điên rồi, mình cũng đã ban account rồi. Dạ, mình cũng đã thắng lớn, thua lớn, mình cũng đã hỉ nộ ái ố, mình cũng trải qua hết rồi. Thì bây giờ thì mình dồn hết những cái tâm huyết của mình bao nhiêu năm nay, mình khuyên mọi người là trade cái gì là mình thứ nhất mình... Tại người ta nói là Peter Lynch có nói là behind a top is a company. If the company is doing well, making money will be the market for a long time. Don't stop to buy. Vậy thôi à. Mọi người ngủ ngon. Còn khi mà mọi người hold những con đó rồi, thì mọi người cứ sell call kiếm vài chục đồng mỗi tuần, sell call kiếm vài chục đồng, rồi sau đó lại dùng tiền đó lại mua share. Nó giống như một dạng saving vậy á. Rồi khi stock nó rớt á, mình có tiền mình bỏ vào mình mua. Chỉ có những con đó thì khi mà bạn, ví dụ như bạn mua Apple mà Apple nó xuống á, bạn cũng nghĩ là bạn suy nghĩ. Ok, có tiền tôi mua xem xe, nhưng mà không bao giờ bạn có phải cái khái niệm suy nghĩ là mình có nên average down cái con này hay không? Tại vì một khi mình đã concern về cái chuyện đó, average down cái con này có nghĩa là mình không hiểu về con này, mà mình không hiểu rõ về fundamental của nó như thế nào, mình không hiểu nó là cái gì nữa, thì sao mình average down được? Giống như mình bỏ tiền vô một cái lỗ mà lỗ không đáy gì, mình bỏ bao nhiêu nó trôi đi hết thì mình đâu có được bỏ lỗ được. Rất là đúng. Những con mà không có fundamental thì không có nên average down, không có DCA. Và chỉ có nên cut loss thôi. Yeah. Đúng rồi, cut loss thôi. Mình out cái trade đó, mình sẽ trade cái con khác. Mình chỉ DCA những cái con này á, mà khi nào mà nó thuận trend thôi, khi mà nó là bullish thôi. Thì khi mà nó là bullish á, thì mình DCA thì mình có chance, mình cỡ lại vốn và mình có lợi. Mà còn khi mà downtrend á, thì rất là mong manh, không rất là khó. Mình nghĩ là không có khó, hình như 90% là không có gỡ lại vốn. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà thường chỉ cần average một con thôi là có thể bán account rồi chị mình thôi. Đúng rồi. Thì đó, bây giờ mọi người thắc mắc nên mua con gì? Thì team đã làm sẵn cho mọi người homework hết rồi. Hai anh em đã làm rất nhiều homework để đưa ra cái trong cái long term stock đó. Stock nó nào hiện tại nó nằm ở đâu, mọi người có thể check được. Cái giá trị thật nằm ở đâu. Thì mọi người chỉ cần check, ok, cái stock nằm ở đâu, giá trị thật nằm ở đâu, mình mua con này mình tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm. Thì mọi người cứ mạnh dạn mọi người mua thôi. Mình đã làm tất cả những cái homework rồi mà mình không thấy mọi người xài bao nhiêu, mà mọi người hỏi những cái con nguy hiểm không à. nên mình thực sự mình cứ khuyên mọi người cứ check cái list mà team đưa ra rồi sau đó mình thấy mọi người không biết mua một con nào, mà mình có thể dàn trải ra, hoặc có thể mọi người có thể inbox những cái con mọi người suy nghĩ thì admin sẽ nói ra những cái suy nghĩ của admin.
đúng à, mình rất là may mắn có hai admin core với lại admin rất là good về fundamental và làm homework cho tất cả mọi người. Mình thấy điều đó rất là may mắn cho những member trong group của mình. Và thank you admin và core. Dạ, cảm ơn. Ok, cảm ơn bạn. Bây giờ cũng được tiến rồi. Admin, mình có thêm một câu hỏi Ok, bạn về hỏi long nè. term. Yep. Mình có thêm một câu hỏi về stock dầu khí long term. Yep. Mình có cảm giác như là hết thời của tech stock đang bị overvalue, còn stock của dầu khí thì đang undervalue. Thì cứ hết 10 năm của tech stock sẽ đến 10 năm của stock về dầu khí. Thế thì liệu bây giờ đã có phải là cái thời gian mà mình nên stock up mà mò cái stock về dầu khí giống như kiểu OC hay là gì đấy, ông mình mới nghe ông Buffett ông ấy mua rất là nhiều OC. Thì đấy có phải là cá mập đang bắt đầu mua cái dòng tiền đi vào cái stock dầu khí nhiều hơn đúng không? Hoặc năng lượng. Không, cái đó không phải là dòng tiền nó đi vào mà người ta dàn trải cái portfolio của người ta. Tại vì khi mà những người ta hold hedge fund, người ta không có cái gọi là focus một cái mảng nữa cả. Có một cái là bạn nói tech stock nó overvalue, nhưng mà cái mảng cái đó là cái the whole general thôi, nhưng mà cái con nào overvalue là chuyện khác. Giống như mình mua mình đưa cho mọi người, mình đâu có nói mọi người mua là QQQ hay là the whole tech market đâu, mình mua những con riêng lẻ mà mỗi con riêng rẽ, mỗi một công ty nó sẽ có một cái cash flow và một cái fundamental, một cái đó hoàn toàn khác nhau. Thì mình mua riêng rẻ thì mình không có bị suy nghĩ là mình quan trọng là cái mảng đó đang là overvalue hay gì cả. Mình mua riêng lẻ thì mình chỉ cần hiểu rõ cái company nó như thế nào thôi, cash flow company như thế nào thôi. Ví dụ như Apple chẳng hạn, mình lấy ví dụ như Apple đi. Apple hiện tại với cash, tiền cash của nó gần như là nó có 100 mấy tỷ đô. À, rồi cái nó cái rồi mình biết chắc chắn là ok, làm gì thì làm, nhưng mà 5-10 năm tới thì mình biết chắc chắn 90-60% mọi người vẫn xài iPhone. Mình đó nói chung là mình hiểu từng con thôi bạn. Còn tech stock nó có những con như là USDT hay những con Doku hay những con ra nhiều con rất là nhiều mã đó. Overvalue thì đó là chuyện mình chấp nhận thôi, nhưng mà mình đâu có mua the whole đâu, mình chỉ có mua single company. Mà còn cái dạng mà bên oil á thì mình cái pha không có cảm giác là thực sự là thoải mái khi đầu tư bên đó, bởi vì nó phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố chính trị. Yếu tố chính trị nó là yếu tố mà mình không control được, bởi vì Nga, Ukraine, China với Taiwan hay là này kia khác thứ nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thì nếu mà bạn cảm giác nó vậy thì bạn cứ đầu tư thôi, nếu mà comfortable với cái quyết định của mình. Còn hiện tại thì nếu mà cái bên đó nó có cái gì ok thì anh Minh Pha đã đưa vào long term stock rồi. Còn hiện tại bây giờ đầu rồi mình có trade, nhưng mà mình trade ngắn hạn thôi, swing trade với những máy dầu khí thôi. Tại vì ví dụ như ngày mai ngày mốt mà hai bên Nga với Ukraine nó thỏa hiệp, nó đình chiến hay gì đó, hoặc là OPEC nó nâng cái sản lượng dầu sản xuất lên hay này kia kiểu, rồi lúc đó cái mã của bạn rớt, nhưng mà fundamental không thay đổi, nhưng mà bạn rớt thì lúc đó bạn sẽ làm gì, lúc đó mình coi lại một câu chuyện khác. Bạn có dám average out hay không, hay là bạn sẽ cut loss hay gì đó thì nói luôn. Tại vì nếu như mình nói mình khi mà mình trade hay mình làm gì đó, mình phải comfortable với cái mình phải thật sự thoải mái với cái quyết định mình lựa chọn của mình. Nếu mình không có thoải mái thì mình sẽ không trade, và hiện tại mình không thoải mái nên mình không có trade. Nhưng mà nếu mà bạn cảm nhận cái điều đó là tốt, hay là bạn cảm nhận cái bản năng của mình thì mình cứ follow thôi. Tại vì về lâu về dài thì cái người mà quyết định mà click buy or sell là bạn, chứ không phải là admin và khoa. Cảm ơn admin, mình thấy câu trả lời rất là make sense. Mình cũng thấy là cái dầu khí nó bị ảnh hưởng của project rất là nhiều. Cho nên chính vì thế mà tất cả các group mà mình join thì đầu thì hầu như mọi người đều đều trade về tech stock chứ không đấy, trừ khi họ biết rất là rõ dòng tiền về vào các cái stock dầu khí thì họ trade. Cảm ơn admin. Ok bạn.
Ok, mình được 1 tiếng rưỡi rồi đó. Không biết còn bạn nào có câu hỏi, nếu mà không có câu hỏi thì chắc là mình xin phép là kết thúc cái buổi. Bạn Hoa Trường, bạn có thể thay bên cái câu hỏi thì mình sẽ trả lời nếu mà bạn nói không được nha. Nên sẽ mình sau đó, tại vì bạn này muốn hỏi thì em mình sẽ chờ 1 2 phút để các bạn có thay pin gì không, còn không thì nha, mình sẽ kết thúc. Hello anh, coi như là thứ ba này mà chị ta mở cửa, trường hợp như em nó lên á thì mình sao kho phải không anh? Đúng rồi. Tại em chưa bao giờ, hồi vừa rồi em có mua mà em bị mất tiền, giống như là mà cảnh nó đi xuống mà em đi không biết là mua lên mua xuống bị mất, lần đầu tiên em mất nhầm đó. Em mua sao phút em mua tại khá là mua phút mà không biết bắt sao mà thành là sell sell phút, nhưng mà tại sao thị trường đi xuống mình lại mất tiền anh? Đúng rồi, tại vì sell put là Đúng chỉ rồi. market nó phải đi lên, còn mà market nó đi xuống thì những người mua put, ta mua put ta hy vọng là market nó đi Lấy xuống để có sao? lời, thì chị sell cái put đó thì chị expect market nó phải đi ngược lại thì chị mới có lời, mà nó đi về, nó đi xuống thì cái put nó có giá trị nhiều hơn. Chị sell thì chị phải hy vọng là nó mất cái giá, mà nó tăng lé lên thì chị phải mua lại thì chị thấy sẽ mất tiền và chị đang lỗ. Nếu mà chị không làm được option đó, chị đừng, tuyệt đối không có trade nha. Mình khuyên mọi người là chị có thể bỏ thời gian 6 tháng hay là 1 2 tháng gì đó mà chị hiểu rõ rồi chị hãy trade, tại vì chỉ cần click cái sell put sell call nhầm thôi thì cái khả năng chị đi ra đảo rất là xa đó. Cái này thực sự mình khuyên mọi người nên tuyệt đối cẩn thận. Còn nếu mà thực sự chị muốn học đó, thì chị có thể đăng ký, thì có gì thì mình sẽ dạy thì trong cái lớp về option, rồi hãy chị hãy trade, tại vì một cái click sai thôi chỉ mất 500 đô, 1.000 đô là bình thường. Em có học tối vừa tối em học À, Diễm Đực được có học đúng không? học mà em không hiểu luôn. Tại vì em biết mà thì cái sao thì mình cứ không trade từ không biết từ đã, chừng nào mình hiểu rõ đó ha. coi như là thứ ba này mà thị trường nếu mà SOL nó đi lên á thì mình vô mình mua sell call đúng không anh? Ok, để em Đúng làm rồi, thử tới lúc rồi. mà bạn có thể, tới lúc mà vào bạn trade, bạn có thể chụp cái màn hình bạn trade thì admin sẽ confirm cho bạn chắc chắn nha, chứ bạn Tại nói chung là thị trường mở cửa thì em đi làm, thành ra em ít vô live stream lắm, cũng không có mở ra nhiều, nhiều khi mua đầu lẻ đó đầu kia họ nhìn lại cho nó mất hết chưa, khi nó lên quá chừng thì không bán mà khi nó xuống thì mình mất. đúng rồi. Em lẻ thứ ba này em thử thứ coi, rồi cảm ơn anh Amin nhiều. Ok chị, rồi. Cho mình hỏi cái này được không? Ok, anh hỏi đi anh. Cho mình hỏi bây giờ thằng hiện tại á, thằng Nasdaq nó xuống coi như là 30% có rồi, mà mình muốn long term mình mua cái ETF của cái thằng QQQQ, ví dụ như là mình bỏ xuống 100.000 mình sẽ mua bỏ 1/3 mình mua cái 3X của thằng TQQQ, rồi 70 á thì mình đổ vô mình mua thằng QQQQ mình giữ for long term. Thì À, về cái mua ETF, mình có một cái lời khuyên nhịn anh, tại vì hiện tại trên market vẫn có 50%, 45% stock vẫn ở là overvalue. Thay vì số tiền như vậy, anh mua những cái mã lớn của mảng tech stock, nhưng mà tất cả đều là undervalue. Tại sao anh lại mua, mà biết gì, mặc dù nó là lựa chọn an toàn, nó anh focus gì. Nhưng mà thực sự nếu mà mình thực sự khuyên anh hãy mua single company thì nó sẽ, mấy cái mã stock riêng thì sẽ an toàn hơn. Tại vì khi mà anh mua những cái mã stock riêng, anh biết chắc chắn company đó, stock nó nằm ở đâu, fair value, anh mua tất cả đều là undervalue, anh có sự lựa chọn đó. Còn anh mua cái TQQQ á thì anh mua là cái whole stock, nhưng mà hiện tại vẫn còn 4-5% những company nó không có lời nhiều và stock nó overvalue, thì những cái mã mà undervalue nó phải cover cho những cái mã đó thì nó mới kéo được cái whole cái technology đi lên được. Tại vì tất cả những công ty dù nhỏ hay lớn nó đều có 1% trong cái mã cái đó, thì khi mà toàn bộ nó phải kéo lên hết thì nó mới con nó mới đi lên. Thì tại sao anh phải focus vô mua cái con đó, anh không mua những công ty riêng? Hiện tại những cái công ty như
cái mình ý yep. kiến như vậy là cái anh nói cũng đúng, nhưng mà cái công ty riêng á, thì mình phải watching nó, thí dụ là monthly như vậy. Nhưng mà trong thì mình thấy cái history thì cái market á, khi mà những cái thời điểm mà nó xuống 20-30% đó, mình nói tệ nhất là có những cái đoạn nó xuống tới 50% đi, nhưng mà cái history của nó lúc nào thì nó cũng rồi take time mà nó cũng go up đó. Cho nên mình muốn bỏ cái khoản tiền nhàn rỗi vô cho một cái long term là 10 năm. Yep. À, nếu mà anh đầu tư mà 10 năm anh không có đụng vô này kia thì yeah, thì hoàn toàn hoàn toàn không gì phải lo lắng cả. Dạ yeah, thì ý mình là như vậy đó, mình muốn gọi như là bỏ ống heo đó, mình quên nó đi á. Đó yeah. Thì mình thấy cái thời điểm này mình thấy hình như là nó cũng khá ok để mình làm cái chuyện đó. Yeah. Thì cái đó là hoàn toàn là dạ. Yeah. Dạ, yeah. Anh thấy nếu mà anh đã có một số tiền bỏ ra để mà 10 năm không đụng đến thì hiện tại anh mua vào thì rất là ok rồi, tại vì nó cũng đã 30% cái so với all time high rồi, thì không phải cái lúc nào của mình cũng có cái giá để mình mua như vậy. Ý mình hỏi là nếu mà mình chia tiền như vậy hợp lý không, tức là 1/3 số tiền mình sẽ mua cái thằng 3X, còn 2/3 thì mình bỏ vô cái thằng QQQQ thì sẽ kết. Yep, nghĩ ok anh, nếu hold on term thì hoàn toàn ok, yep. Dạ, yeah, tại vì mình nghĩ thằng Nasdaq nó đâu có, thị trường Mỹ đâu có thể là nó bắn cho sập được đâu, đúng không? Dạ, yeah, đúng rồi, dạ. Yeah. Dạ, yeah, ok, rồi, thank you, đó là câu hỏi của mình, rồi, cảm ơn. Ok anh. Ok, chắc là mình kết thúc cái buổi live chat ngày hôm nay đó, tại vì cũng quá thời gian quy định rồi. Nếu mà anh chị nào có câu hỏi gì nữa, okay. Thì mình có thể là mình gửi tin nhắn riêng cho admin hoặc là Khoa. Còn không thì mình đợi cái lần live chat tiếp theo. Admin có thêm comment gì nữa không admin? Không, cái mình cũng ok rồi. Thì dù gì thì mình cũng gặp mọi người vào sáng thứ ba thôi. Ha, thì có gì thì mọi người thắc mắc thì mình rất là happy trả lời mọi người vào mỗi buổi sáng khi mà mình live chat và mình trade. Ok. Ok, cảm ơn admin với Khoa nha. Be holiday ha. Cảm ơn mọi người nha. Happy holiday mọi người. Bên Úc không có holiday. Không, bây giờ thì hiện tại. Bên Úc không có holiday hả? Ủa, bên Úc không có holiday hả? Cái này holiday của Mỹ thôi. Mỹ anh lấy. Okay. Vậy thì thôi kệ, cứ ở trong nhóm mà yeah. Cứ happy holiday là được rồi. Cuối tuần cũng là cuối tuần mà, đúng không? Đây, mọi người. Ừ, yeah. Ok. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Bye bye nha. Okay, bye bye, chào mọi người nha. Chào mọi người. Cảm ơn em và chào mọi người.